À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Là đầu tiên thì các bác cho phép Huy Cường gửi một lời chào sức khỏe đến toàn thể tất cả các bác có chung niềm đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thì sáng ngày hôm nay thì bên em vừa về được cặp dây loa Alalysis của Mỹ, và về thêm được lần đầu tiên thì em về thêm được đây các bác, trước mặt cho các bác đây chính là những cái cục kệ đấy, gọi là kệ kê dây loa nha các bác. Đấy, dây loa dây nguồn đấy, thì các bác có thể kê những cái cục như này đấy, một là thẩm mỹ, hai nữa là về hình thức nó rất là đẹp nha. Đấy, thì trước tiên thì đây em sẽ giới thiệu qua cho các bác về cái dòng đây nó chính là một cái kệ kê dây loa nha các bác. Các bác nhìn chưa? Đấy, nó là dòng Audio Technica này, cái này là của Nhật nha các bác. Đấy, hàng bên em về đó, cái này là của Nhật này, thì em về được hai màu đấy, vàng và xám nha. Đó, các bác nhìn chưa? Đó, nó rất là đẹp luôn. Đó, các bác nhìn này, đấy, đều sử dụng là công nghệ Audio Technica này, các bác nhìn chưa? Đó, cái này của nó là nhôm phay đấy, thì khi mà một cái hệ thống âm thanh nhà các bác sử dụng nha, đấy, những cái cục kệ như kê như này đấy, ví dụ như các bác kê như này chẳng hạn ở đây các bác ví dụ như dây loa nhà các bác để dài ra không, để em sẽ làm mẫu cho các bác xem luôn này. Đấy, ví dụ như dàn âm thanh nhà các bác đây, cái cặp dây loa mà các bác để dài ra như này đây đấy, các bác có thể để kê lên như này chẳng hạn này. Các bác nhìn nha, đó cái này của nó này. Các bác nhìn nha, đó các bác nhìn nha, đó thì nó sẽ kê dây loa lên như này để chấm, để chống cho nó dây để nó tiếp xúc với đất nha. Đó, các bác nhìn ra rất là đẹp, rất là thẩm mỹ nha, các bác nhìn ra cực kỳ là chất lượng nha. Thì chủ yếu thì những cái này á, đa số thì sử dụng cho những cái dàn là nhà bác nào mà muốn kê xa, kê dài một chút thì các bác mới sử dụng đến những cái bộ sản phẩm như này thôi, chứ còn đa số những bác nào mà sử dụng những cái dàn âm thanh mà nó gần nhau này đấy, thì các bác cũng không nhất thiết đâu nha. Đấy, còn cái này của nó là sử dụng những dàn âm thanh nhà bác nào mà bác kê rộng, kê dài đấy, các bác có thể sử dụng những cái bộ như này đấy, những cái cục như này để các bác kê dây lên như này để nó không chạm xuống dưới mặt đất nhà các bác. Đấy, các bác nhìn chưa? Đó, nó là sử dụng có, thực ra cái này công dụng của nó là chỉ có kê cái dây loa lên cho nó đẹp, cho nó thẩm mỹ thôi. Đó, các bác nhìn chưa? Đấy, một cái như này thì giá bên em cái này của anh em về nó là hàng chính hãng của Audio Technica. Đấy, giá một cái như này thì bên em bán cho các bác một cái mức giá của nó cũng chỉ có 300.000 một cái thôi nha. 300.000 một cái này bán theo cái nha. Có lấy một cái, hai cái, bốn cái, năm, 10 cái gì đó thì bên em đều ship cho tất cả các bác nha. Đó, Audio Technica rất là đẹp này. À, các nhìn nha. Đó. Chủ yếu là kê cái dây loa lên cho nó đẹp như này nha các bác. Đấy, chống rung cho các bác này, các bác nhìn nha. Đó. Cái này các bác có thể kê dây loa này, dây nguồn này. Đấy, các bác đều có thể kê được nha. Đấy, giá thì cực kỳ là tốt rồi. Đó, có nghĩa là 300.000 một cái Audio Technica của Nhật. Cái này thì ít khi thì bên em về lắm. Lâu lâu, lâu về được cái lô này thì bên đó người ta chào hàng thì em về được khoảng hơn 100 cục thôi. Rồi, về chủ đề chính của hôm nay nữa thì em về được cái dòng sản phẩm đó chính là dòng dây loa. Đây, trước mặt tất cả các bác đây thì đó chính là một cặp dây loa Alalysis Blues nha. Dây này thì hôm bữa em về được 3 cặp em bán sạch luôn. Đấy, một clip lên bán 2 cặp và 2-3 ngày sau nữa. Đấy, bác khách gọi thì em lại sốt lốt rồi. Đấy, đây, các bác nhìn ra. Nó là dòng dây loa Alalysis Blues này, hàng made in USA này, các bác nhìn ra. Đó, đầu jack của nó đây. Đầu jack của nó là sử dụng những bộ đầu jack carbon như này. Đấy, các bác nhìn ra. Đầu jack rồi, các bác nhìn ra. Đầu jack rất là đẹp nha. Các bác nhìn ra. Đầu jack của nó là đầu jack nguyên zin của nó luôn, Alalysis Blues. Các bác nhìn ra. Đấy, các bác nên để ý cho em này, đây là trên đầu jack nó có đỏ và đen như này, các bác phân biệt âm dương nhá, cắm đúng nha. À, và cái dòng dây này thì bác nào dàn âm thanh nhà bác nào mà đang muốn cải thiện tốt tiếng bass sâu ấm mềm mại, tiếng nó chi tiết và gọn gàng thì các bác có thể tham khảo về cái bộ dây loa Alalysis như thế này nha. Đánh tiếng bass nó rất là mềm, trung âm nó chi tiết và tiếng nó rất là gọn. Khi các bác nghe và các bác cảm nhận những cái dòng dây loa như thế này, đấy, các bác nghe cái tiếng ca sĩ nó xuống sâu mà nó không bị vỡ tiếng nha, nghe nó rất mượt mà. À, phù hợp cho những bác nào mà đang thích nghe bolero trữ tình acoustic, kể cả là bác nào mà đang nghe những dòng dây loa JB này, Tannoy BV kép, các bác chơi những sản phẩm như thế này, đấy, cái tiếng bass ra rất là hay. Đấy, tiếng chép thì nó trong, rất trong nha, chép trong đấy, mà tiếng nó không bị chói tiếng. Thì một cặp như này thì bên em về là mỗi vế 2,5 mét nha.
mỗi vé 2,5 mét như thế này, giá của nó là 5 triệu một bộ như thế này nha, 5 triệu đồng một bộ như thế này. Đó, 5 triệu đồng một bộ. Đấy, mỗi vé 2,5 mét nguyên bản nguyên zin. Đó, các bác để ý những cái cục lọc nhiễu của nó thì đây là những cái vết xước đây. Đó, nó sử dụng qua 5 tháng thì cái này cũng khó tránh khỏi được lắm. Đó, hầu như dây nào về thì mình cũng bị thôi. Đó, các bác nhìn nha. Đó, cực kỳ đẹp. Nhưng mà thân dây của nó đẹp xuất sắc luôn các bác nhìn nha. Đấy, bác nào thích thì có thể chốt bộ này nha. Hôm nay em về được một bộ này thôi. Dây loa audio, em xin lỗi, dây loa Alesis của Mỹ nha. Đó. Đấy, còn bác nào thích những cái cục kê dây loa như thế này đây. Đó, Audio Techila. Đó, Audio Technica là các bác nhìn nha. Đó. Rất là đẹp. Đó. Kệ kê dây loa, dây nguồn cho tất cả các bác. Đấy, thì thực ra những cái bộ dàn nhà bác nào mà kê rộng thì bắt buộc phải xài thôi. Đấy, hay là xài cho những cái cặp dây loa khủng của nó, dây loa nặng để bác kê lên. Đó. Các bác nhìn nào, rất là đẹp nha. Hôm nay em về được hai cái sản phẩm như này thì bác nào đang có nhu cầu thì các bác có thể alo cho em Huy Cường nha. Rồi, sau cùng thì em cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video kế tiếp ạ.